không được tự nhiên. Nay thì nghỉ về chùa phường 5 thành phố Sóc Trăng. Nghỉ về chùa đường Kinh Trị Đội, khóm 1 phường 5 thành phố Sóc Trăng. Đã nào phần dưới tờ kia đâu, một tờ nữa đâu, hai tờ. Đường Kinh Trị Đội, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng, 8 con.
chỉ chùa Quan Âm Linh Ứng, chùa Phật Học, số 51 đường Kinh Thị Độ, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Đây là 8 con đà điểu, 8 con. Ở phần này là gì? Hướng dẫn chăn nuôi ở mặt sau. Cái này là không thu tiền và do gì? Đã thanh toán chuyển khoản đủ. Đây là thuốc. Đây. Cái phần này ghi có gửi kèm theo đấy, nhờ nhà xe chăm sóc ở mỗi trạm nghỉ. Đây là xe Chính Nghĩa đi Cẩm Nam này. Đây là ở Mỹ Đình này. Rồi cũng ở Mỹ Đình này. Rồi ở lô Sóc Trăng, Cà Mau. Ok, mọi chi tiết thì các bác liên hệ đến kênh Chim Của Gáy Hay, số điện thoại là 0335305982 để được biết thêm chi số tài khoản, địa chỉ và các mặt hàng kinh doanh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Có lẽ là đến giờ mình phải đi gửi rồi.